đây này, sạt đây này. Lở đất và lũ lụt do bão Yagi gây ra khiến ít nhất 82 người thiệt mạng, 64 người khác mất tích ở miền Bắc Việt Nam. Cơ quan quản lý thảm họa Việt Nam cho biết hôm 10 tháng 9. Theo nguồn tin này, hầu hết các nạn nhân đều thiệt mạng do lở đất và lũ quét, đồng thời cho biết thêm có trên 750 người bị thương. Hình ảnh này cho thấy khoảnh khắc cây cầu 30 năm tuổi ở tỉnh Phú Thọ bắc qua sông Hồng bị sập hôm 9 tháng 9, khiến 8 người mất tích, theo Ủy ban Nhân dân tỉnh. Giới hữu trách cảnh báo, lũ lụt nặng nề dự kiến sẽ gây ra ngập lụt nhiều vùng phía Bắc Việt Nam, kể cả thủ đô Hà Nội, khi bão Yagi, cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào châu Á trong năm nay, tiếp tục gây ra nhiều thiệt hại về nhân mạng.